cái này là riêu cua hay gì vậy? Tôm à. Tôm hả? Tôm với mắm cua. À, đây bà bán riêu tôm hả bà? Tôm vậy là bao nhiêu vậy chị? 27.000. 27.000. Em quay. Có riêu tôm, huyết, chả quế, đậu hũ, cà chua. Đây hẻm 72 đường Bành Văn Trân, phường 7 quận Tân Bình. Mấy giờ bà bán rồi bà? Bà 6 giờ rưỡi bà bán. Dạ. Bán buổi sáng thôi ha bà. Tôm của quý vị ở hẻm 72 đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình nha quý vị. Chia sẻ một vài điểm bán của bà cho cô chú chị mình xem nha. Ở đây thấy bà nấu bếp bếp củi. Dạ. Dạ. Đây 6 giờ sáng bà bán nha quý vị. 27.000 một tô. À biết rồi. Thì bà bán riêu tôm chứ không có riêu cua nha quý vị. Chụm cái nồi đen luôn. Đen, đen thui cái nồi luôn. À vậy hả bà? Dạ. Dạ. Bán được bao lâu rồi bà? 48 năm rồi hả bà? Cũng ở đây luôn hay sao bà? Bà bán được 48 năm rồi quý vị. Con cũng đi quay YouTube á, thấy có cái chỗ này của bà là mình nấu còn biết củi thôi chứ mấy chỗ khác người ta nấu biết gà biết than hết rồi. Nổi lên. Dạ. À, bà ngồi nhà, nghe cái hẻm nên nấu củi được nha chứ không chứ bây giờ mà nấu củi như vậy á nó đèn cái nồi với là nó xấu. Đưa cho ba. Bà bán đây hơn 40 năm. Bán tầm tới khoảng mấy giờ nghỉ các bạn? 10 giờ. Sáng cô chú anh chị nào mà có đi ngang đường Bành Văn Trân nha, ngay chỗ cái hẻm 72 nha quý chị. Đi các bạn 8 quẹo vô cũng được, hoặc là hướng này đi ra Lý Thường Kiệt phải không bạn? Bên này là đường ra Lý Thường Kiệt nha cô chú anh chị. Ở phía sau lưng Phương là ra đường Cách Mạng Tháng 8. Đây là che dù khá là mát. Có chị gái này phụ khách, mới vô khách thì ngồi dọc ở đây mấy che rồi luôn, mát luôn quý vị. Cái quầy cũng đơn giản thôi, nếu mình nào có nhiều đồ ăn là bà cho vô trong nồi hết. Là phần cho khách là có chả chiên với chả quế luôn. Quay mà không biết ăn món gì nha quý vị. Đây thì bún riêu, tại nhà thì thấy bà bán bún riêu đây các bạn. Đây là riêu tôm, với riêu cua. Bún tách nè con. Vậy là 27.000 thôi nhỉ? Dạ. Béo ha. Còn nguyên một tô thao tôm quất. Làm hết thằng quất. Ở đây bán hết trong đó thì quất thêm vô nè. Bán hẻm thôi, không có bản hiệu gì hết nha cô chú chị. Tới đầu hẻm là thấy. Tầm quốc của bạn đó. Ồ, tầm lắm nha.
thao gì vậy bạn? Ngày bán khoảng mấy thao này? 3 thao. Sáng giờ 2 thao rồi, còn 1 thao này nè. Thao này là hết rồi. Dạ. Nhiều lắm nha, tô đặc biệt ta thấy cái màu tô nó khác. 30. Tôm này thả vô chứ cũng màu chín hả bà? Cái tôm xay ra quất. Vô nấu cho ngọt nước á. À, một cây chảo quế nha cô chú anh chị. Hấp tự miếng nước rồi. Chưa có cho gì vô hết nha. Tự miếng nước. Cái màu thấy khá là đẹp nha cô chú anh chị. Màu thấy là ngon quá. Ngon. Nước ngọt thanh. Thử miếng riêu tôm này coi ngon không nha. Mời cô chú anh chị mình nha. Ngọt, dai, thơm mùi tôm. Này ngon á. Này bà làm ngon ghê á. Ngon á. Ngon nha. Rồi giờ cho miếng mắm tôm vô. Ăn cũng riêng mà không có mắm tôm thôi luôn. Cái này có nhiều người ăn không được nha. Mùi nó nặng quá. Còn miếng ớt vô nữa. Phương là gì chứ? Ăn cũng được hết, chơi láng hết. Ăn vô đi tính. Có dĩa rào nữa nha cô chú anh chị. Rồi, 27.000 cộng lên. Đây là bán bún riêu tôm, không phải là bún riêu cua đồng nha. Không có giò ốc hết nha cô chú anh chị, chỉ là tôm quết xong rồi thêm huyết đậu hũ với là chả thôi, rất là đơn giản. Trước đi quay bún riêu cua truyền thống cũng không có giò, không có thịt,
không có ốc gì hết. Cái món bún riêu này ở Sài Gòn bán rất là nhiều chỗ bán luôn nha quý vị, nó bán phổ biến như nhiều món bún bò, hủ tiếu, phở luôn. Mà thấy người ta cũng rất là chuộng ăn bún riêu luôn á nha cả nhà. Từ là cái nước rồi bà bán ngoài kia nè, nó ngồi đầu hẻm luôn, hẻm 72 đường Bành Văn Trân nha. Chú chị đi Cách Mạng tháng 8 quẹo vô đường Bành Văn Trân chạy khoảng chừng 500m là tới. Hải Phương cũng đi đường Cách Mạng tháng 8 quẹo vô. Rồi con mắm tôm này thử miếng lại miếng nước dùng này. Ngon quá. Bỏ mắm tôm vô và ăn đậm đà hơn nha cô chú chị. Ngon, nói chung với nước lèo là ngon. Nước lèo với cái chả tôm mà. Chả tôm này ngon lắm. Thấy mấy chỗ khác người ta bán riêu thì cũng có chả tôm với chả cua. Nhưng mà chả tôm ở đây của bà làm ngon. Cho miếng đào vô cả nhà. Mời cô chú anh chị mình nha. Đi ăn lúc nào cũng kêu người ta bỏ ít bún, ít hủ tiếu. Chú ăn đồ ăn. Còn sáng làm tô này nữa đi làm chưa. Bán trong hẻm mà nhiều khách ủng hộ đây luôn cô chú anh chị. Rồi thì Phương xin kết thúc video đây nhé, ăn cho hết cái tô bún riêu này nha. Cô chú anh chị xem video hay cho Phương xin một like, share, đăng ký ủng hộ kênh nha. Nhớ ghé ủng hộ bà nha. Bánh canh bún riêu nấu bếp củi nha. Bán hơn 40 năm rồi cô chú anh chị. Ở hẻm 72 đường Bành Văn Thân nha, quận Tân Bình nha cô chú anh chị. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ.